Xin chào các bạn đã đến với Kinh Khoa Học Story. Hiện nay ở trên Kinh Khoa Học Story thì mình đang làm các video liên quan đến lịch sử tiền giấy Việt Nam, ý nghĩa các hình ảnh in trên tiền giấy. Nếu bạn nào chưa xem thì các bạn có thể nhấn vào đường link mà mình chia sẻ ở phần mô tả video. Và các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhân tiện trong quá trình mình tìm kiếm các tờ tiền xưa của Việt Nam để làm tư liệu cho quá trình sản xuất ra video liên quan đến lịch sử tiền giấy Việt Nam và giải mã các hình ảnh in trên tờ tiền, thì hôm nay mình làm video ngắn này để giới thiệu với các bạn về những tờ tiền xưa của thế giới mà mình đã sưu tập được. Một số loại tiền xưa mà mình sưu tập được như là của Nhật Bản này, của đất nước Nam Tư cũ này, hoặc là của một số đất nước ở vùng Đông Âu mà mình sưu tập được. Xin mời các bạn cùng quan sát và trải nghiệm với mình để biết thêm những tờ tiền có giá trị lịch sử như thế này. Và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.